Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các tác phẩm gỗ nung nghiến. Cụ thể đây là ba tác phẩm được chế tác với cái hình thái đó là báo săn mồi. Ba bức tượng báo săn mồi rất là đẹp. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về kích thước, giá thành, những cái đặc điểm nổi bật và cùng nhau phân tích xem những cái chú báo này sẽ có những đặc điểm gì giống và khác nhau để chúng ta lựa chọn và mua về trang trí nhà. Đầu tiên thì chúng ta mua một bức tượng, chúng ta phải cũng nắm rõ và nắm sơ biết được cái giá trị phong thủy khi mà chúng ta mang một bức tượng về để trang trí trưng bày trong nhà. Thì tượng báo trong cái phong thủy đồ gỗ sẽ có tác dụng đó là trấn trạch trừ tà và xua đuổi những cái khí xấu, mang lại những cái điều tốt lành cho gia chủ. Và báo sẽ tượng trưng cho sự quyền uy, sự sức mạnh và sự mau lẹ trong cái công việc kinh doanh buôn bán, để kích cầu cho cái công việc của chúng ta có thể thuận lợi hơn trong lĩnh vực về kinh doanh buôn bán các cái sản phẩm. Thì ba chú báo này chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết từng mẫu một. Để nắm rõ hơn về ba tác phẩm này khi chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đây, chú báo đầu tiên với những chiếc răng nanh gắn ghép rất là sắc nhọn, chú báo thứ hai và chú báo số 3. Chú báo số 3 thì nhìn sẽ hiền lành hơn một chút so với hai chú báo đầu tiên. Đấy, và chúng ta sẽ đi góc máy gần hơn. Đây, hoàn toàn những cái tác phẩm báo săn mồi này sẽ là hàng liền khối. Thì chúng ta sẽ nắm về cái dáng thế trước. Đây, dáng thế của chú báo đầu tiên là chú báo này đang trong tư thế di chuyển để chuẩn bị vô con mồi. Đang đứng biểu trưng đó là đứng trên một cái ngọn núi đá. Với cái thần thái này, phần chân, móng vuốt sắc nhọn, đục đẽo và chạm khắc là những cái hình tượng con vật là một điều vô cùng khó khăn, cũng như là đòi hỏi cái bàn tay của người nghệ nhân và độ tỉ mỉ, độ công phu khi mà chế tác ra tác phẩm. Gỗ nung nghiến rất là cứng và chúng ta chế tác thì cũng khá là khó khăn. Và khi chúng ta tạo được một tác phẩm phải có hồn, phải toát được cái sự mạnh mẽ của chú báo, sự nhanh nhẹn và sự uy quyền của một chú báo thì nó mới đạt được cái giá trị về nghệ thuật trong một cái phôi gỗ được đục đẽo tạo hình. Chú báo này thì quý vị có thể thấy là hai chân trước được để ở đây và hai chân sau thì một chân đang được nhấc lên trong cái tư thế chuẩn bị vồ con mồi. Về cái nét mặt của chú báo rất là hung dữ và thường thường thì những cái tác phẩm nung nghiến sẽ được ghép là ghép phần răng nanh. Đấy. Thân chú báo thì sẽ được làm với những cái đường đây, đường lưng, đường cơ bắp của một chú báo đực, kèm theo đó là những cái đường nu và đường hoa. Nu hoa của cái dòng gỗ nu nghiến hoặc là dòng gỗ nu kháo khi chúng ta chạm khắc ra tượng báo ấy, thì nhìn nó rất là hợp, bởi vì cái màu sắc và cái đường nu nó thể hiện rõ trên cái tác phẩm, giống như là cái màu sắc của chú báo luôn. Phần đuôi đấy ạ. Bên dưới này là cái phần nu. Nu này thì đồ gỗ Văn Sáu có để tự nhiên, chỉ có tỉa gọt đi một chút cho nó được gọn gàng và đẹp hơn. Đấy, nu rất nhiều, hình thành từ cái phôi gỗ nu như thế này thì phải qua rất là nhiều năm thì chúng ta mới có được lớp nu đẹp như thế này. Tiếp theo phần đằng sau. Đây. Phần đằng sau thì có kích thước, tôi đọc luôn cho quý vị là cao là 46, rộng 55 và sâu là 31. Đây. Những cái video giới thiệu về các sản phẩm tôi cũng quay rất là kỹ từ cái phần đầu, phần thân, phần chân và những cái đặc điểm của cái phôi gỗ cho quý vị nắm rõ luôn trong video. Đây. Thì cái tác phẩm này sẽ có giá thành đó là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng về cái tác phẩm đầu tiên. Quý vị và các bạn sẽ được bao cước vận chuyển và nếu như là mua hàng trong cái video ngày hôm nay sẽ được giảm 300.000. Giảm 300.000 khi quý vị và các bạn đặt cái số điện thoại của mình dưới phần bình luận. Đó là mẫu báo số 1 sẽ được giảm 300.000. Đó là ưu đãi khi quý vị và các bạn mua hàng trên video. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tác phẩm thứ hai. Tác phẩm thứ hai thì do là cái phôi gỗ nó là một cái phôi gỗ đứng cao, vì vậy là sẽ được đục hình thái báo đang đi từ phía trên xuống. Đấy, khác so với cái hình thái là một chú báo đi ngang. Đấy là do cái phôi gỗ. Và cái phôi gỗ của cái mẫu số 2 này về đường nu hoa thì không hề kém so với mẫu số 1. Về màu sắc thì mẫu này có màu sáng hơn so với mẫu số 1. Quý vị có thể nhìn thấy là cái màu đây.
Đấy, màu số 1 thì có nhiều cái đường vân và cái phôi gỗ, nó có thể là màu sẽ nâu hơn một chút. Tuy nhiên là cái mẫu số 2 này màu rất là sáng và đẹp. Đây, chú báo này nói về cái độ chạm khắc, độ đục đẽo thì chúng ta có thể thấy là để nói về cái đường nét thì nhỉnh hơn cái mẫu 1 một chút. Đấy. Từ cái phần đầu của chú báo này, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn. Đấy. Răng nanh thì vẫn được gắn ghép này, và cái mắt của chú báo này, tai này, mũi này. Đấy. Và những cái đường đằng sau, hai cái phần chân trước làm cơ bắp rất là mạnh mẽ luôn. Đấy. Và cả những cái đường đu hoa trên cái phôi gỗ luôn. Móng vuốt thì vẫn cứ được đục chạm rất là sắc nhọn. Tiếp theo phần trên đây. Đấy. Đuôi thì cũng hoàn toàn là liền khối luôn. Mẫu này liền 100% luôn, quý vị thấy. Đây. Check chi tiết luôn. Cái phôi này thì sẽ có kích thước là cao 75 và rộng là 37 và sâu là 30. Ở phần bên dưới này là những cái đường lũa của gỗ nung yến và bên này là đường vân. Một tác phẩm thì để nói về độ độc đáo, chúng ta sẽ đi về phôi gỗ này và đi về nét đục và đi về đường đu hoa. Đấy, rất là chi tiết về tác phẩm này cho quý vị và các bạn. Và cái mẫu này thì sẽ có giá thành đó là 6 triệu đồng. Và nếu như quý vị và các bạn mua tác phẩm này trong video thì cũng sẽ được giảm 300.000 đồng. Đấy, chỉ có mua ở trong video nha. Quý vị và các bạn gọi điện đến thì có thể chia sẻ là mua tại video thì sẽ được giảm đó là 300.000 đồng cho mẫu này, là mẫu báo số 2. Vâng, rất là chi tiết. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với tác phẩm cuối cùng. Tác phẩm cuối cùng này sẽ thích hợp cho bác nào có một cái điều kiện kinh tế vừa phải thì chúng ta sẽ chơi được mẫu này, bởi vì mẫu này thì giá thành sẽ rẻ hơn so với hai mẫu đầu tiên. Và cái đặc điểm vẫn được đục đó là báo săn mồi. Tuy nhiên thì chú báo này sẽ không có há miệng hung dữ và để lộ ra chiếc răng nanh, mà chỉ để với cái khuôn mặt rất là thần thái bình thường. Đấy. Nhưng mà vẫn toát lên cái vẻ nhanh nhẹn của chú báo, đó là cái phần nước chảy, phần chân và phần dáng thế của chú báo này vẫn được thể hiện rất là rõ và chân thực. Về cái tác phẩm này thì màu sắc thì sẽ có một màu cà phê. Đấy, màu nâu cà phê hơn so với mẫu vừa rồi. Và đường nu thì rất là nhiều từ cái phần bên dưới của cái tác phẩm đây. Đấy. Và những đường nu tia, nếu như quý vị và các bạn muốn những cái dòng gỗ nu tia thì chúng ta sẽ lựa chọn mẫu này. Cái này thì được cắt từ một cái khúc gỗ rất là to. Mặt cắt của nó là mặt cắt 1/4 để ra được cái sản phẩm này. Về kích thước thì sẽ là cao 44, rộng 48 và sâu là 18. Đây là mặt đằng sau. Hoàn toàn phần đuôi này cũng là được làm liền khối hết. Đấy. Tùy theo màu sắc này, tùy theo cái dáng thế mà quý vị và các bạn có thể đặt mua. Hoặc là cái điều quan trọng nhất đó là tùy theo túi tiền. Thì cái mẫu số 3 này sẽ có giá là 4 triệu 500 nghìn đồng. Vì cái mẫu số 3 này là cái mẫu có kích thước nhỏ và giá chỉ hơn 4 triệu rưỡi thôi. Thì để trong video thì lúc nào sẽ có ưu đãi thì tôi sẽ ưu đãi cho quý vị là giảm 200 nghìn cho bức này. Chỉ còn là 4 triệu 3. Nếu quý vị và các bạn đặt hàng với cú pháp là mẫu số 3. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta đến với các nội dung báo giá, gồm có là 3 chú báo. Mỗi chú sẽ có hình thái khác nhau, đường nu khác nhau và kích thước khác nhau. Giá thành thì cũng vậy. Quý vị và các bạn muốn mua sẽ đặt vào cú pháp mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3 để đặt hàng. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung giới thiệu sản phẩm tiếp theo.